Tôi vừa thấy nó nhảy nhảy lên trên lốp xe ấy. Ở đây đúng không? Ui easy công ạ. Trời ơi bắn sướng vãi cả cả ra ấy, bắn sướng vãi luôn này. Ui lên 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 lên, thôi xong. Ui rồi, ui công ơi thề bắn nó nhanh mà nạp đạn cũng nhanh. What the hell, EZ game luôn á. Xịn luôn này. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Sông Ác chính thức của Sĩ Kẹo. Sốcsikẹo.vn, uy tín chất lượng nhanh chóng, thử vận may free fire 15k 50k 100k 150k với cơ hội trúng ác siêu vip, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Hello, xin chào tất cả những người nghe em đã quay trở lại với kênh của mình. Cậu đã thấy gì chưa? Vòng quay shotgun M1014 Khải Huyền, để xem là có mấy cây súng nào. Có 4 cây súng công ạ. Hai chỉ số mà chúng ta nên ưu tiên đó là tốc độ bắn và sát thương nhé. Để xem là cây nào ngon ngon không ạ. Nếu mà nói về cái cây súng ngon nhất thì đây rồi, shotgun M1014 chiến tranh. Đủ má, xịn quá đi đó. Câu nhìn cái cây shotgun mà trông cái thân nó to vãi này. Đủ được rồi. Cái này cần 7 đá chế tác và 3 bản thiết kế. Tôi khô máu luôn không ạ. Rồi nhá công, chờ tí. Khô máu thôi nhờ. Let's go. Let's go. Ấy ấy ấy, cái gì đây? Một bản thiết kế này. Nữa này. Bản thiết kế. Hai bản thiết kế này. Nữa nè. Ba bản thiết kế. Hên vai trưởng nhờ. Nữa. Bốn bản thiết kế. Yo, thêm hai đá chế tác này. Vậy là hiện tại thì mình có 5 đá chế tác rồi, phải thiếu hai đá nữa mới xong cơ. Nữa này. Ui. Thêm một đá nữa. Rồi này. Đủ. Đá chế tác. Đeo ra đá chế tác. Vậy, bản thiết kế nhiều ấy. Đá chế tác nào? Một đá nữa thôi. Ui. Kiểu đủ. Ok. Thế là dư con mẹ đi hai bản thiết kế không ạ. Đúng rồi. Shotgun M1014 chiến tranh nhá. Sở hữu luôn. Úi dồi, xịn sò, thật sự. Cái này ngon thôi, nên là mình chỉ quay mỗi cái cây này thôi. Xem nào công nào. Thế phải vào trong này này, xong rồi kiểu cho cây súng nó ra ngoài ấy. Đây. Xịn chưa? Ông nào bảo không xịn. Xịn vãi lìn ra luôn ấy. Ui ôi nhờ. Được rồi công ạ, bây giờ là để test shotgun nhanh gọn lẹ thì nhá. Vào tử chiến quất thôi nhá. Let's go. Nhưng mà tôi quên mất kiểu như là game 1 thì chúng ta vẫn phải xài súng lục hay sao ấy. Đấy, làm sao mà kiểu hoàn thành cái game 1 win game là game 2 có tiền mua shotgun ngay. Làm cây G18 nhá. Ê mà kiểu gì, kiểu chứ tôi bắn cây G18 kiểu ngu vãi nhá. Mấy ông mẹ mày đừng kiểu cười tôi. Và nếu như các bạn yêu thích những cái video của Sĩ Kẹo ấy, thì các bạn đừng quên đó là hãy nhấn like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ thì let's go. Nào. Ui từ từ. Ê, ở trên á, bình tĩnh nào. Đối với những cái thằng như thế này thì cứ chạy thẳng vào bắn. Tuổi. Ui. Tôi bắn đi đâu ấy. Đủ má, kiểu tự nhiên cảm thấy mình kiểu mình bị ngáo ấy. Các bạn ạ. Ơ còn tí máu kìa, xong đồng đội nó liếm mẹ mạng của tôi. Đéo hiểu kiểu gì luôn. Rồi nhá. Mấy cái thằng kia xuống đây mà bắn. Đậu xanh chỉ chờ cái mạng của đồng đội. Thế thì biết nói ke đéo gì nữa. Ở đây có người đúng không? Hình như là lên trên tầng đi. Ở trên này. Vãi. Đéo hiểu, ngồi đây thẩm du à. Lại hồn. Thế còn mấy đứa đây. Nhanh còn đi kiếm cái shotgun để test cho những người anh em. Ui thằng này cũng bị nốc mẹ rồi. Những người anh em hay quá đúng không? Từ từ tôi phải xử xong cái thằng này đã. Ơ đủ má. Trốn á. Trốn này. Vãi, chui trong ngục để trốn. Anh xin chú, lần sau chú đừng như thế nhá. Có tiền mua shotgun chưa? Ê công ơi, tôi thiếu đúng 200 xu, thề.
kiểu cảm giác cay cú vãi chưởng. Tôi nghĩ lại rồi, tôi nghĩ tôi sẽ tiếp tục xài cây. Mẹ vứt lộn túi máu. Mẹ mày trả máu bố mày. Đúng rồi, mẹ mày vứt lộn túi máu thôi mà người anh em nỡ lòng nào người anh em cướp luôn của tôi. Quyết định là game 2 thì mình vẫn xài súng lục mọi người nhá. Để game 3 còn lấy tiền mua shotgun để test cho các ông xem mà cũng mệt nghỉ phết. Ui, mẹ mày công thấy chưa? Team mình nó đổ súng rồi, còn tôi vẫn xài súng lục này, nó dã cho tôi kiểu đúng. Chạy mệt nghỉ, từ từ đâu. Đùa bố mẹ, súng lục thì cũng chơi tốt nhá. Vứt nhẹ nhẹ cái lên đầu luôn nhở. Nhưng mà đâu rồi? Có mấy thằng nữa cơ, đâu rồi? Trốn đâu? Hả? Ui, mày thằng này đã xong rồi cơ. Ui ôi, tuổi, cho xin cái tuổi đúng không? Yo. À, tôi ăn trộm cái pha mát của chúng nó đi. Đấy, xong có gì kiểu còn lấy pha mát bắn mà ngại gì à? Đúng không? Sĩ kẹo double kill nhẹ nhàng. Đây. Súng lục thì mình vẫn để chứ, nhưng mà thôi chắc vứt đi. Súng lục không cần nữa, lát mình mua shotgun mà. Còn mấy đấy, còn một đứa này. Em ơi, đừng rong chơi, đừng mày mê. Nhưng điều ngu si và ra mẹ đây đi em ơi. Một đứa này kiểu, tôi tin chắc là nó đéo trốn được đâu, nhưng mà kiểu nó đang cố gắng kiểu như là chơi lẩy ấy. Chơi lì ra ấy. Nào ra đây mà cống mạng đi. Một cân bốn cân thế đéo nào được. Hay là lại gặp phải cao thủ võ lâm một cân bốn thì đúng là xin quỳ nhỉ. Đây, mày chết chắc rồi con ạ. Ui ôi. Nhìn thằng bé kiểu thương vãi. Yo, rất là tiếc cho thanh niên này. Đấy, sau quá trình chơi game nhịn con mẹ nó nhục lại công ạ, thì tôi cũng cuối cùng tôi cũng đã mua được shotgun rồi. Tôi nghĩ là tôi vứt con mẹ luôn kiểu súng trường không cần luôn đấy. Bởi vì ở đây công thấy không ạ, cây shotgun M1014 chiến tranh tăng 2 tốc bắn, đủ mát chỉ số ngon vãi cả trưởng ra luôn á. Nó chỉ giảm đi mỗi chỉ số băng đạn thôi, nó còn kiểu là tăng tốc độ thay đạn đấy mà, rồi là tăng tốc bắn thề luôn phê. Công bảo cây này là cây súng cùi nữa thì tôi chịu với các ông luôn. Mẹ tôi quay hết 4.500 kim cương, à hình như là hết 3.500 nhở, tính ra cũng phải hết 500k ấy. Đủ má 500k. Ui các bạn, anh ơi em xin lỗi. Mình còn chưa kịp test nữa mà thế kiểu số nhỏ. Ôi chán chưa. Rồi, còn thằng cuối xử lý nhanh mẹ lên nào, để anh còn chơi nào. Đấy, khổ quá mẹ mày, kiểu số tôi thế đeo nào, anh em bị thằng dở hơi kia nó móc lốp. Nếu hiểu kiểu gì lại tốn tiền mua cây shotgun mới, mẹ mày vừa mua xong lúc nãy, mẹ chưa bắn được viên nào đúng không? Đậu xanh. Tôi sẽ dành cái số tiền còn lại mua bộ mũ giáp nó xịn xịn một tí thì không phải lo đâu. Tôi cầm shotgun, tôi phải chạy trước team mình ấy, không là mấy thằng đồng đội tôi nó bắn kiểu máu quá. Là tôi không có thanh niên nào để test đúng không? Đây, cầm shotgun chạy thẳng vào hang địch luôn cho nó máu. Chết chắc rồi nhớ. Tôi vừa thấy nó nhảy lên trên lốp xe ấy, ở đây đúng không? Ui. Easy công ạ. Trời ơi, bắn sướng vãi cả ra ấy. Bắn sướng vãi luôn này. Ui. Lên. Thôi xong. Ui rồi. Ui. Công ơi thề. Bắn nó nhanh mà nạ đạn cũng nhanh. What the hell? EZ game luôn á. Xịn luôn này. Rồi, cảm ơn tất cả những người anh em đã theo dõi trên kênh Sĩ Kẹo nha. Yo. Và ngày hôm nay thì Kẹo sẽ kết thúc video này tại đây. Tầm này thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.